lại mày đất ơi, má tao lại mày đất ơi, tao chay mày quá. Tuấn ơi, à, mày khai mày nhận, kêu nó khai nhận cái gì, nhận tội đi chứ để nó đầu thú đi chứ vậy, giờ nó mệt mỏi ngày quá 3 tháng trời rồi. Tuấn ơi, quay toàn cảnh cho cô bác coi coi coi, nó xa ra coi. Mai đầu thú nha, mai đi đầu thú nha Tuấn. Đó, tao còn nhiều chuyện bí mật tao chia sẻ mọi người. Chào mọi người nha. Tất cả mọi người, chào tất cả mọi người, sự việc của anh Tuấn xà lan. Rất là nhiều người anh em đã không muốn nói tới nữa. Tuy nhiên ngày hôm nay, dì năm, dì 10 tiếp tục gọi điện cho ông đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Gọi cho ông mấy cuộc sáng giờ? 10 cuộc. 10 cuộc, dì năm, dì 10 thằng này. Thằng em, nó có làm cái gì đâu, bữa giờ nó có lên tiếng đâu, nó đã nhịn rồi. Nó đã nhịn, nó không muốn nhắc tới bà dì năm rồi, mà thế mà bà dì năm vẫn gọi là dám gọi là gọi điện đúng không? Lát nữa cuối video hãy cho mọi người cái số điện thoại của dì năm nha thiệt. Bà nói như thế gì? Bà nói những cái điều gì? Nói cho các bác nghe. Bà nói là bà sợ mình kiểu phát hiện ra ý đồ của bà đó, bà sợ đi tù nên bà kêu mẹ đe dọa mình nó gỡ video xuống. Làm cái gì đâu, mình đang tức là bà tiếng, mình mới phân tích thôi, mới phân tích thôi. Đó, cây ngay không sợ chết đứng thì bà sợ cái gì, đúng không? Mình đang phân tích mà. Đó. À, vậy là bà bắt gỡ video. Đó, đúng rồi. Em nói rồi, lần trước em đã gỡ được 5-7 video rồi, em đã gỡ hết rồi. Gỡ hết rồi, nhưng mà bây giờ vẫn thuê đàn em rồi là kiểu như là giang hồ để có thể là triệt, rồi là triệt không cho tụi em lên tiếng nữa. Dì năm, dì 10, tội ác, là quá là nhiều luôn. Đó, hôm nay em sẽ chia sẻ mọi người thông tin này. Lát nữa sẽ đây mọi người sẽ nghe được thông tin này, sẽ chắc chắn là sẽ hài lòng với tất cả bà con cô bác nha. Nên trước khi vào video thì không quên kính chúc cho bà con cô bác sức khỏe dồi dào, bình an cho cuộc sống và gặt hái thật nhiều thành công nha. Đó thì ngày hôm qua như đã tụi em đã dự đoán thì ba cái thằng đàn em của Tuấn nó đã gọi là đã đuổi, không có cho ăn chợ cám về với lại cái khu tàu nữa. Cái anh chở cám gọi là đã bị đối tượng này nó nói chung là cho về quê luôn rồi. Thì bây giờ cứ ra ngoài đường, cứ ra ngoài cổng công ty đã bắt đầu là có ba thằng đó, cứ ra ngoài cổng công ty thì có ba thằng đứng chầu trực rồi hăm he, ai mà dám làm nổi. Nên anh chở cám anh sợ quá, anh phải đi về, anh phải nghỉ làm công ty đó. Không biết là có nghe ở đâu có bị truy và sát hay không, tìm đối tượng nó hay không. Đấy cô bác ạ. Mà tôi nghe nói là mẹ anh Tuấn nhập viện hả? Mẹ anh Tuấn á? Ờ. Mẹ Tuấn, mẹ của Tuấn xà lan đúng không? Đúng rồi, đi nhập viện rồi. Nhập viện để gọi là trấn an dư luận thôi, không có nhập viện nha. Mẹ Tuấn giàu lắm, không nhập viện được đâu. Đó. Tức là người thì mấy anh em hay nói lái là nhập viện, tức là lên công an á. À. Mấy anh em đồ hay nói lái là đi nhập viện là lên công an á. Nhưng mà không. Bà báo mà bây giờ là... quá giàu lắm, bây giờ giống như là bà là hoàng hậu vậy á, một đoàn thanh tra xuống thái giờ. Hoàng thái hậu, thái hàng thái hậu rồi, ở nhà gọi là cứ chỉ điểm rồi, chị mày đi đây ra đó, Tuấn mày ra đây, dì Nam mày ra đây, dì 6 mày ra đây, dì Dượng 10 đi ra giấu đồ này, giấu Dượng 10 tôi nghĩ là chà, anh Dượng 10 này là cũng đáng để thảo luận này. Đúng, Dượng 10 là nhân vật bí ẩn, mọi người chưa thấy gương mặt của Dượng 10 đúng không? Ông thấy gương mặt của Dượng 10 chưa? Nghe bà con phanh phui ra là ông đi gọi là chiều nào cũng ra xà lan. Chiều nào cũng ra xà lan? Ừ. Không biết để làm gì nha, mà đem theo cả nhang. Đó. Thôi thật sự là em... Dượng 10 là ông nghe thông tin từ khán giả cung cấp hay là anh em điệp viên của mình? Khán giả cung cấp là chiều nào cũng đem nhang ra xà lan. Làm gì ngoài đó đó? Hay là cúng thần cúng biển thì hay là ông này ông gây tội gì cho chị Hà mà ông ra. Nếu mà như vậy á, chắc có lẽ là ông này ông bị chị Hà gọi là báo mộng nhiều quá, lú mẹ rồi. Có con gì 13 hôm qua mang gà ra cúng gì không? Đó, gì 13 á, nhà này lắm gì đấy nhỉ. Gì 2 cho tới gì mẹ bữa giờ gì 13 nữa kìa. Ừ. Đó. Ông bị tụi nó y hết đúng không? Nó gọi nó chửi nó hù dọa.
gọi Hùng Dạ hả? Nó nói cái gì? Nó nói trời ơi má con thằng nhóc là trời, nó bị đấm là trời lâu mắt luôn. Nó nói rồi đừng có lại gần khu nhà thằng Tuấn xà lan. Đủ má mày nghe, mày lo mày xóa clip đi nghe. Nhưng mà có một thông tin rất là đáng chú ý. Ngày 9 ngày nữa là tròn 100 ngày tròn 100 ngày mất chị Hà. Và lúc này là người ta sẽ làm lễ. Thì cái câu hỏi mà ta đặt ra bây giờ là anh Tuấn này sẽ làm cái chiêu trò gì nữa? Anh Tuấn đúng không? À. Theo tôi nghĩ là anh Tuấn này nếu mà chưa bị bắt á, anh Tuấn này tới ngày đó anh chưa bị bắt đâu. Sao bắt được? Chưa bị bắt đâu, nhưng mà ngay tới ngày đó là gì năm nè, sẽ gọi là đi chiếc Hyundai á, CS 5 của bà đó, đi chiếc Hyundai giàu vậy, 7 chỗ, giàu lắm mẹ, gì năm giàu lắm, 3-4 chiếc xe ô tô rồi mà mày, vậy đem gọi là một cái vali tiền đấy. Cho má hai, hôm nay chị khỏe không, hôm nay chị khỏe không, em cho chị đắp chị ít tiền đó. Theo ông là người bà mà chị má hai của mẹ ruột chị Hà nhận không? Chắc không nhận đâu, còn tình nghĩa rồi mà nhận không nhận hả? Bây giờ là bên hai bên có đấu đá nhau, có chuyện nhìn mặt nhau đâu. Và bây giờ mẹ chị Hà bây giờ đang báo cả thanh tra xuống khám xét nhà kìa. Trời ghê vậy. Ừ, ông biết rồi đó, thanh tra bây giờ đang xuống á. Trời chết rồi. Bây giờ cố gắng tìm những chứng cứ mới nhất thôi, mệt lắm. Cũng cung cấp cho cô bác thông tin mới nữa luôn, đó là khi mà lặn tìm thì bên phía cơ quan chức năng họ đã tìm ra được cái thứ nhất là cái võng này, thứ hai á cái võng mà bọc chị Hà để con khỏi bị con này con kia nó ăn á, ăn khoe mắt, nó ăn tai này kia đó, võng, cái lát với đá quy, một cái chày giá gạo nữa, chày giá gạo nữa đấy, chày giá gạo nằm ở dưới cái lát, cái chày giá gạo này để làm đây nè, để vô đây nè, vô sau ót này đó, đó là lý do sau ót của chị Hà có một cái dấu y như là cái cuối dã chày vậy đấy. Ông có nghĩ là Tuấn nó ấy vô trong ót không chị Hà không? Nó làm vậy thì chắc chắn là nó sẽ để lại dấu vết ngay. Thế tôi nghĩ là như này, là nó sẽ là cho chị uống say đó, xong chị uống say xong rồi xin tiền, tiền nó bắt đầu uống say quá mà gây gỗ. Không phải có nghĩ là như vậy, tức là Tuấn nó đã biết chị Hà này đang gặp hăm hè mua cái miếng đất 3 tỷ ở tại gần đó rồi, gần cái chợ đó. Nó thấy thằng Tuấn nó nghe ông cậu Bảy đồn mà ông cậu Bảy hồi xưa lái xe lấy xà lan chung, lái xà lan chung với lại cháu bả, ông cậu Bảy là lái xà lan với lại chị Hà nha cô bác đó. Thì bây giờ ông cậu Bảy ông có mét cái vợ của ông cậu Bảy, vợ cậu Bảy lại mét với mẹ ruột của Tuấn đó, mẹ ruột Tuấn thì lại kêu là đó mày thấy chưa, mày không lo, mày yêu nó đi, mày không lo, mày thương nó đi, để bây giờ nó sắp mua đất mẹ 3 tỷ rồi kìa. Tuấn này nó kêu là cay má, sao con hà này mẹ mua đất giấu tao à. Con Hà mua đất mày giấu tao hả? Thôi xong bắt đầu nó tính mưu, nó bàn mưu tính kế. Trong khi đó là bà dì Năm bà cũng đang thiếu tiền của bà chị Hà 2 tỷ rưỡi. À vậy tức là thằng Tuấn này nó biết cái điều đó và hợp tác với bà dì Năm này đúng không? Thì đó là tất cả những cộng đồng mạng án đều nghi như vậy, đâu phải riêng mình đó, án đều nghĩ như vậy. Thì em không phải riêng mình, em nói em nghe của một người khác nói lại như vậy. Nó hợp tác nhiều lắm, nhưng mà chắc chắn phải có hợp tác, tại vì một mình nó không thể nào. Xong rồi sau cái đêm đấy sau cái đêm đấy nó biết rằng là con Hà nó cầm rất là nhiều tiền, và con Hà nó mỗi lần về xin tiền là nó không, Hà không cho. Đúng giờ vợ chồng ở nhau á, bây giờ mình kêu mẹ em đi về không, xin tiền đúng không, xin tiền mới cút mẹ em. Vậy mà cũng ra tay cho được. Trời đất, thằng này nó đàn ông mà nó chấp toán, nó tính toán với lại đàn bà phụ nữ. Nhưng mà cái chắc chắn rồi. Sao? Chắc chắn là nó ít nhất là 3 người. Chứ một mình thằng Tuấn mà không thể nào mà dùng cái sức nó sao nâng nổi. Đầu tiên là thằng Tuấn chơi trước nha cô bác. Em nghe người này em kể xong em giật mình hoảng hốt, em ngã ngửa luôn. Tuấn chơi trước xong rồi chị Hà là cũng bị rớt xuống dưới rớt xuống xà lan, hiểu không? Kiểu như ngủm cũng vài phút rồi, xong bắt đầu cô chị leo lên được, biết bơi mà, biết bơi xong rồi leo lên được. Đấy,
zipper xong rồi leo lên được, xong rồi cái gì xong rồi nhau lên thằng Tuấn nó thấy ủa má còn sống hả, còn sống hả, xong bắt đầu thằng ốm trường phân nữa, xong rồi thằng nhẫn nó kêu chắc nghĩ em nghĩ là nhẫn thôi, em nghĩ trong bữa nhậu đó là con nhẫn mà sao nhẫn tôm vậy được, thằng nhẫn nó kêu ủa trời rồi xong rồi má mày thôi Tuấn ơi mày đừng quýnh nó nữa, Tuấn ơi mày đừng có ấy dọa mày nữa, xong rồi thằng Tuấn kêu để tao xong rồi cái chấn một cái chỏ nó, xong rồi chị Hà gọi là rất bà nó, xong rồi nó giấu để dưới hầm xà lan 3 ngày nó. Theo tôi nghĩ nha, nó phải làm gì trên người chị Hà phải nói đến nỗi mà lộ liễu lắm, nó phải giấu dưới đó để mà có cho cái thân xác nó phân hủy đi để mất cái dấu vết đó. Tôi nghĩ là nó không cố ý đâu. Không theo ý tôi đâu. Nghĩ là có cái vụ gì liên quan tới không cố ý đâu, nếu mà nó cố ý không, nó không nghĩ là có nghĩa là nó không cố ý đâu, nếu mà nó cố ý thì nó đã giấu ở một nơi xa rồi. Liệu nó có rủ ai tới hiếp xong rồi nó mới ra tay không? Không, ngoài nó chỉ hiếp riêng người ta thôi. Chứ còn không ai hiếp riêng nữa đâu. Ý là nó kêu bạn nó tới để hiếp vợ nó. Không. Cho nên là cái dấu vết trên người là vẫn còn, cho nên nó phải ngâm dưới nước cho nó phân hủy ra thì mới không phát hiện được. À. Đó. 12 ngày. Nó cay nè. Tội chị Hà. Chứ sao? Người anh hai chị Hà. Mấy cái thất không có mặt để có thể là đi khắp các thanh tra này, thanh tra kia. Đi tới thanh tra chính phủ là mình biết là mình muốn dặn như thế nào. Ủa khi giới thanh tra chính phủ có mất phí không ta? Nói cho cô bác biết rồi. Có chứ. Mất phí hả? Mà em nghĩ là nếu mà mất phí á thì anh Tuấn này anh có thể là dùng tiền để mà làm việc được. Tôi nghĩ là vậy. À, thanh tra chính phủ thì không ai lấy tiền mấy này đâu. Cô bác, bây giờ mày túc trực, anh em mày túc trực ở đây mấy ngày rồi mà bây giờ ở dưới miền Tây mấy ngày rồi mà cô bác không chịu ấn like, không chịu chia sẻ, cô chú bác phải đăng ký kênh, bấm ngón tay đẹp cho em nha, bấm ngón tay chỉ lên phía góc trái màn hình á để em có động lực để em ngồi đây em buôn dưa lê khắp quanh cái khu vực này để em truyền tải thông tin cho mọi người chính xác. Ngồi nhất công nhận một điều là thằng Tuấn này nó dai thật. Bây giờ mà gặp nó thì sao? Gặp nó hả? Em lắc đầu luôn á. Gặp nó là mẹ cho em xin thắp nhang rồi. Mày gặp nó thì em cũng lắc đầu gánh mặt với nó luôn á. Cô bác là phải bị mẹ ba nhát. Đung. Đó, chó nằm. Chia sẻ cô bác ơi, trời ơi cô bác ơi, nãy giờ quên nói bác, cô bác chia sẻ. Đó. Chia sẻ mạnh tay nha cô bác. Em nói mọi người là không tính, không thắp thể là thoát được đâu. Hôm qua là ba chiếc xe thanh tra xuống rồi mà sao bây giờ hôm qua nay không thấy thông báo ta, không thấy anh Vũ đồ Asin đồ thông báo ta hả mọi người? Ủa ông Asin bây giờ đâu rồi? Thằng Asin đó có bỏ trốn rồi à? Phải cũng nghe nói Asin như là bị một số anh em kia bóc phốt gì đó, không nghĩ như vậy mà thôi, không có nói chuyện Asin nữa, nói vấn đề tập trung vào cái vấn đề chính đi. Đó là chiếc xà lan á với lại cái chiếc xe hơi á, sau này ông nghĩ là có về tay của bé Linh không? Tiền bạc trong két sắt của chị Hà sau này là ông thằng Tuấn này nó có chia cho bé Linh không? Nếu mà bé Linh nhận được á thì chỉ khi nào mà thằng Tuấn này nó chết, chắc chắn một điều ông rồi đừng nói từ ấy chứ. Bây giờ nè ông thử nghĩ đi. Đó thằng Tuấn nó cho em chết sắt nó đai là nó quang luôn thì đưa bé nó được nhận, chứ bây giờ là cái bản tính nó sống ra đó, tính sống ra đó, nó chết. Một là nó bị bắt, hai là nó quang hết à. Chỉ có hai hướng đó thì đưa bé mới được nhận cái tài sản đó thôi. Nhưng mà tôi mới nghe thông tin là sao thằng Tuấn nó dạo này nó có tiền đấy, còn tối qua nó đi bar, nó chơi trong bar bị mấy thằng giang hồ đấm nhau. À, một bữa đi chơi trong ba xong rồi bị quấn cực lên trong ba luôn. À, vậy là đi chơi trong ba cái người ta nhận ra nó đúng không? Đúng. À, mà cái kiểu như là mày là Tuấn xà lan đúng không? Sao giờ em ăn sao? 4-5 thằng ấy. Rồi bây giờ Tuấn nó đâu dám
Tuấn mà nó chỉ có mấy thằng cốt thôi nó chơi, chứ chung nó thôi, còn mấy bạn bè bình thường là không dám lại gần Tuấn này, không dám chơi chung Tuấn rồi. Nhiều người bức xúc chị Hà ấy, biết nó đối xử vậy nhưng không phanh qua đó. Nó bị đánh nó hơi đi ba ha, đi ba gọi là nếu mà nó đi ba là nó không có quan tâm tới những cái gì mà số anh em YouTube trên mạng bữa giờ lên tiếng, nó không quan tâm, nó không đói hoài tới những gì mà cô bác đồng mạng lên tiếng. Trời ơi, ông nghĩ xem, nó mẹ thách thức mẹ, thằng nào tố cáo được nó mẹ cho 5 tỷ. Nó nói vậy? Ừ. Thì mà ông biết là nó tự tin mức nào? Hồi nào, nó nói nào? Thế ông biết ta? Trời ơi, nó đăng lên mạng, nó kêu cả YouTuber tới quay cho nó. À, vậy là cái video của anh nông dân hay là của các chúng gì đúng không? Nó mẹ cố tình làm vậy để đánh Lạc Hướng. Mẹ, giờ ai biết thừa. Cây nha. Cây thật đấy. Rất mong bà con cô bác chia sẻ để chúng em có những cuộc nói chuyện phân tích để gửi tới tất cả quý bà con cô bác nha. Quý bà con cô bác đừng quên like, subscribe, đăng ký kênh cho tụi em nha. Sắp tới sẽ có những cái đóng góp, cô bác đóng góp ý kiến hay thông tin gì hãy gọi số điện thoại của tụi em. À, số bao nhiêu? 0965 517863 hoặc 0762 856094. Đó, cô chú bác nào mà có nhu cầu mua mật ong thì gọi cho tụi em nha. Đó thì tụi em sẽ bán gọi là gần hết mật ong rồi, bây giờ sắp tới đây là tụi em sẽ bán cái mặt hàng khác để gọi là thể duy trì kinh phí để đi tiếp tục vụ án khác. Nhưng các bác Tuấn bây giờ anh em phải lên tiếng thôi, hôm nay là còn bao nhiêu ngày nữa tôi lấy 100 ngày của chị Kim Hà, nay là ngày thứ 91 thứ 91 là chúng ta đã qua 100 ngày rồi đó, 100 ngày mà chưa tới đâu hết mà không thấy một cái dấu vết gì. Thì tự hỏi nó bây giờ là cái mấu chốt ở đây là chỉ có gì 5 và gì 10 thôi. Đó bây giờ một khi mà đã tìm hiểu được lý do đó, gì 5 gì 10 khai hết và nhận được số tiền bao nhiêu thì kêu gì 5 gì 10 đầu thú thì chúng ta mới có thể là kết tội thằng Tuấn được. Bây giờ vẫn đang mông lung lắm, bây giờ mới chỉ được sự phân tích của bà con của bác họ gọi điện thôi. Bây giờ tất cả đều rõ rồi, 100% là hắn có thể nó giết vợ. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là tại sao vẫn chưa tìm thấy một cái manh mối để đủ cơ sở kết tội nó. Đó thì chúng ta cùng nhau gọi là chờ đợi thôi. Đó, chờ đợi thanh tra. Đó người kết luận cuối cùng là vẫn là cơ quan công an, cũng là thanh tra chính phủ này kia. Chúng ta có chỉ là nghi ngờ phân tích thôi, đúng không ạ? Đó thì chào đón và chào tất cả mọi người, hẹn mọi người tập mới tiếp theo nha. Các bác đừng quên like, subscribe, đăng ký kênh. Cảm ơn mọi người rất nhiều.